mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu, những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha, giờ sẽ là chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy giờ mình nên kết thúc các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao thật, thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn.